Cái tốt này do nước từ cái ống nước này nó thoát, nó chảy xuống. Nó chảy xuống nó đè lên tấm tôn này nó bị tuột ra này. Thì tấm tôn nó tự trượt ra thì nó sẽ nước nó sẽ chảy ở trên tường này, chảy xuống đây, chảy xuống cái khe này. Chảy xuống cái khe này nó làm cho nước bị thấm vào tường bên dưới. Đây là một cái đoạn đến tận chỗ này luôn nè, là tức là bị tầm khoảng 80 phân là nước nó bị chảy vào trong cái tường quỳnh tường nhà. Nên là khi mà chúng ta đóng cái tường này thì không nên cắt tường như thế này. Cắt tường như thế này thì cái tấm tôn về lâu dài nó vẫn cứ bị tụt ra. Chúng ta phải đóng vào tường hoặc bắn đính vào tường, bắn vít vít vào tường, xong bên trên chúng ta có thể bắn silicone để cho nên tức là khi mình bắn đính vào tường rồi ấy, thì cái tấm tôn nó sẽ không bị trượt ra, dù mình có dẫm lên trên chăng nữa thì tôn cũng không bị rút ra khỏi tường. Còn về cắt tường như thế này thì nói chung là rất đảm bảo, nhưng mà về bắn tôn để mà giữ nó không bị trượt ra khỏi tường ấy thì rất là khó. Thì thường thì chỉ có mỗi cái đinh vít ở chân này thôi, bắn đi về ở chân này xuống mái tôn, chứ còn cái đinh ở trên tường này chúng ta không thể đóng được, dẫn đến về lâu dài thì tôn nó sẽ bị tụt ra. Đó, bạn thấy nên cái tôn này nó bị trượt ra này, nó trượt ra này. Nước kia của cái ống măng xối, dù cái ống thoát nước thì nó đè xuống, nó làm cho cái tôn này nó tụt ra. Tôn nó tụt ra, nước trên tường nó chảy thẳng xuống đây, nó chảy thẳng vào cái bức tường này xuống bên dưới là nó bị thấm giọt thôi.